Học viện Thiên Thần là nơi quy tụ những tiểu thần hàng đầu trên khắp thế giới, thi đua để trở thành tiểu thần xuất sắc nhất. Là loài cá chớ cứ mãi rồi hỏi đắm say với nơi bầu trời. Em sinh ra là để thuộc về biển khơi. Là loài chim cho thế mãi rồi hỏi cứ gì từ nơi biển cả. Anh biết số phận sẽ để mình cách xa. Cướp lấy đi hơi thở này, chỉ với em anh mới có thể trao cả cuộc đời. Cướp lấy đi những nhịp đau để kết thúc những nỗi đau dày vò tháng năm. Tớ là bán thần. Bán thần thì không bao giờ có cánh. Hãy để tớ trở thành đôi cánh của cậu. Anh cũng là con quỷ với tâm hồn thiện lương. Nơi của ta thực sự là thiên đường, nhưng em chọn địa ngục vì sứ mà đang mang. Đặt ta ở hai cực của trận chiến, số phận này đã khiến ta là vật tế hiến. Rồi ta lao vào nhau như hai kẻ thù, hàng ranh giới của đúng sai ta cũng không thể biết. Ta không sai vì giữ lời hứa yêu đến chết, nhưng hôm nay ta đặt cái chết hồi kết ở trong tay nhau. Trao nhau hơi thở cuối, món quà duy nhất ta có thể kết, và dạy trao hết ta sẽ và mãi mãi không giữ lại đâu. Ý chí sinh tồn ở trong tim em, ngọn lửa tự do trong lồng ngực anh. Giữ lại những ký ức đẹp đẽ nhất và lời hứa, một thế giới khác ứ quyền của chúng ta chắc sẽ thành. Đừng có đánh nhau nữa. Thế này là được rồi chứ gì. Là loài cá chớ cứ mãi rồi hỏi đắm say với nơi bầu trời. Em sinh ra là để thuộc về biển khơi. Là loài chim cho thế mãi rồi hỏi cứ gì từ nơi biển cả. Anh biết số phận sẽ để mình cách xa. Cướp lấy đi hơi thở này, chỉ với em anh mới có thể trao cả cuộc đời. Kết thúc những nỗi đau dày vò tháng năm. Cướp lấy đi hơi thở này, chỉ với em anh mới có thể trao cả cuộc đời.
đảo thiên đường. Chúng ta sẽ còn gặp lại. Sở hữu ngay trang phục thiên thần và ba lô đôi cánh thiên thần vĩnh viễn chỉ từ 9 kim cương. Vào Free Fire ngay!